cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên. Thì các bạn nhìn vào bảng biến thiên, cái hàng thứ nhất liên quan về x, hàng thứ hai liên quan về đạo hàm cấp 1 của y, hàng thứ ba liên quan về y. Thì để xác định hàm y bằng fx nghịch biến, thì các bạn nhớ để xác định được nghịch biến thì các bạn có hai cách. Cách một, nhìn vào y phẩy, thì các bạn nhớ nếu y phẩy dấu trừ thì cho thấy nó là nghịch biến, y phẩy dấu cộng cho thấy nó đồng biệt, được chưa? Cách hai, các bạn nhìn vào y thì mũi tên đi xuống cho thấy nó nghịch biến, mũi tên đi lên cho thấy nó đồng biến, được chưa? Rồi, vậy mình dùng cách 1 để mình giải quyết nha các bạn. Thì hàm số y bằng fx nghịch biến là dấu trừ. Vậy hàm số y bằng fx nghịch biến từ -2 đến 1 hoặc là từ 2 đến 1.